bà buông ra. Trời đất ơi, trời ơi. Tự tắt quái, gà mái đá gà cồ. Quá trời quá đất má mày. Bà làm gì vậy? Tại sao? Nói rõ ràng. Ông rõ ràng ngày hôm nay cũng mệt mỏi với tôi nha. Cái kiến là nó văng xuống đất nha. Con mắt không còn nhìn thấy tôi đâu á, tôi cho biết trước đó. Ngồi xuống. Anh luôn. Dạ con ông ha. Giống gì mà giống từ cái tính nhu nhược cũng giống giống như cái tính lăng nhăng cũng giống là sao? Lăng nhăng cái gì? Bà gì bà nghe cho kỹ nha, bà đừng có nói là chú để tôi đó nha. Anh nha, anh nói đi. Ở đây có người lớn nè, anh nói đi. Em làm gì có lỗi với anh? Bà đi hả, ra ngoài anh quen bồ khác. Anh nói đi. Anh quen bồ khác hồi nào? Không, mày đừng cãi. Cái vấn đề ở đây là anh lạnh đang giúp gia đình mình. Giúp cái gì quen bồ mà giúp đây, hả? Cho bảy nói tiếng. Hai cha con á làm cái lỗi gì với hai mẹ con thì nhận đi. Trời ơi, phụ nữ người ta dễ tha thứ. Chú Bảy không có lỗi lầm gì ở đây hết á. Vậy hả, nói nghe nè, không có lỗi lầm gì hết, mình cũng chịu cơn xuống. Đợt bà con gái đừng có nhảy đâm đẳng lên như vậy. Quá quen bồ mà nó là không có lỗi gì trời ơi. Chú. Dạ nghe. Đó, đi bây giờ gái gú nghe điện thoại vậy biểu tôi không nhảy đâm đồng. Cũng may tôi chưa leo lên nóc nhà tôi nhảy xuống đó chú Bảy. Gái nào? Không, tức quá tôi mở điện thoại cho bà nghe nè. Nếu mà làm cái gì thì về nhà mình làm. Chứ mắc gì qua nhà tôi rồi nhảy giật giật lên vậy. Không, bây giờ tôi phải làm tại trận đây chứ không có về nhà ha. Làm về nhà là nó nguôi rồi, bắt đầu nó cối leo lẻo. Nhưng mà không có giống như mày nghĩ đâu. Chú mày nín, bây giờ bên đây cũng nín luôn. Dạ. Bây giờ nói có sách mách có chứng ha. Dạ. Bây giờ bà nói tôi gái gú phải không? Đúng rồi, đây nè. Có người làm chứng nha. Đâu, làm cái gì? Hết hồn, tưởng chỉ tôi là gái gú. Trời thôi. Ai gái gú? Cả tôi là làm chứng thôi. Ai biết chị tôi. Bây giờ nghe cho kỹ nha. Nói đi. Gọi nghe đi. Cho kỹ, tôi gọi điện thoại nè, coi gái gú nè. Thấy chưa đó? Tôi nói là sếp của nó. Nè, ông gọi tên Diễm Trinh đàng hoàng nè, ông nói chuyện rất là ngọt ngào. Mẹ con tôi nghe hết rồi ha. Ông ở với tôi cả đời, tóc ông bạc trắng vậy chưa bao giờ tôi nghe được một cái lời ngọt ngào bên cái lỗ tai tôi. Nhưng mà ông nói với con này, ông nói ngọt. Đúng rồi chị, hồi bữa tôi đọc báo tôi thấy bắt đường dây mại dâm tên Diễm Trinh. Trời ơi, chú Bảy. Cái thằng kia. Phải không? Đây nè, đến nha, đừng có xía vô, đừng có đổ dầu vô lửa nha. Ủa vậy? Bây giờ mày nói mày giúp gia đình mà mày dắt ông đi gặp gái này gái kia là sao? Nghe không? Rồi bây giờ mày bình tĩnh để tao nói. Nó ha là tôi khuyên lên nó dữ lắm. Nó mới bỏ đi cái sĩ diện, nó qua nhà bác hai nó nhờ bác hai nó giới thiệu nó là gặp một người để mà mua bán đất để mà nó kiếm tiền lời. Nó làm vậy có gì sai không? Ủa là sao? Ủa chứ nãy giờ không hiểu gì hết trơn á. Anh nói anh gọi điện thoại, anh có gọi đâu mà ai hiểu gì. Đây nè, mấy người nghe cho kỹ đi. Gọi đi. Ủa cho ra chuyện nha, không ra chuyện là mệt mỏi với tôi nha. Alo. Có phải cô Diễm Trinh không à? Dạ. Cô Trinh ơi, cô hẹn với lại cha con tôi là đi xem nhà 3 giờ ngày mai đúng không cô? Đúng rồi, đâu có gì thay đổi đâu vui. Có gì thì cô Trinh giúp đỡ giùm nha, tại thằng con tôi nó cũng nôn quá. Dạ. Được rồi, việc gì vui nhờ là Trinh cũng làm hết á, chỉ cần vui. Sao tắt ngang vậy? Sao tắt ngang vậy? Thì nói chuyện sao mà tắt chứ, để chi cho tốn tiền. Người ta đang nói chưa hết câu. Đúng. Nè, giấu giếm cái vụ gì? Đang nói chưa hết câu, người ta cần gì ở ông? Chỉ cần vui, vui gì? Chỉ cần gì? Đang sao? Vui vẻ. Vui vẻ hay gì cha, tôi đâu có biết. Thấy chưa? Đi mua đất đai, làm cò bán đất mà. Cái giỡn gì vậy hả? Bây giờ tính. Là kèo tôi phải không? Là kèo gì? Hả? Rõ ràng cái câu cuối cùng vẫn chưa có chốt là cái gì. Đúng. Tôi vẫn thắc mắc. Trời đất quỷ thần ơi, ngó xuống mà coi. Mừng ăn để cho có việc làm, có tiền để mà xài. Mà bây giờ cứ lạ kèo kiểu này, cứ ghen tu riết gì cây ra. Nhưng mà tôi tin, tôi hiểu là có phải vậy không? Là cái cô đó là sếp gì của anh đó. Đúng rồi. Muốn là bán đất. À đúng rồi. Để cho thằng Thái là đi là làm ăn để có tiền đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó cho nên là mình mới gọi điện mình hẹn người ta chứ không phải là hẹn bồ. Ủa thì nhưng mà rồi. Con sao cái chuyện vậy không nói rõ ràng với nhau? Cần gì? Cổ chỉ cần tôi là cái người lái xe giỏi thôi. Hết. Ủa thì hồi nãy giờ nếu mà nói vậy thì đâu có ai ghen gì đâu. Tự nhiên cứ lập lờ xong rồi cái mà không nói rõ thì giờ con thì thật ra cái vấn đề ở đây là con không có muốn nói thẳng ra trước, với lại anh cũng không nói muốn là nói cho em nghe biết trước. Tại bản thân con trước đây là một người thất bại. Bây giờ con đợi làm cái gì mà khi nào có kết quả xong con mới kể cho cả nhà mình nghe. Chứ bây giờ con nói ra trước xong mọi người hy vọng xong rồi thất vọng cái chỉ chửi bới con nữa. Thôi cái này hợp lý nha. Bây giờ chú Bảy là chú Bảy tin đó. Bây giờ thôi chị bây giờ đây nè. Nói vợ chồng với nhau cái gì cũng vậy, mình phải tin nhau đi, mình tin nhau một lần, hiểu không? Rồi bây giờ nè, Thái nếu mà thiệt là vậy nha. Dạ. Ngày mai chú cho con luôn 500 ngàn. Con thuê taxi con đi, con tới con gặp khách.
Anh nghĩ coi, khách người ta mua bán nhà mình, ta mua tiền tỷ đúng không? Thì nhìn mình phải đàng hoàng người ta mới tin tưởng được chứ, đúng chưa? 500 ngàn. Biết cái mà ngăn đắt khu vực nào không mà đưa 500 ngàn. Trời, có còn hơn không, có chồng hơn ở giá. Thêm 500 ngàn nữa con mua một bộ đồ đẹp luôn đi. Trời, cho mày 1 triệu đó. Được chưa? Rồi rồi thôi mà, đàn ông người ta có nhiều chuyện khó nói. Thì nói rõ ràng vậy thì biết rồi chứ. Chứ đâu có ai ghen tuông gì đâu đúng không mẹ? Ghen bậy ghen bạ. Trời ơi, đất ơi, cũng mặt mũi mình, mặt mũi gia đình chồng con mình chứ đâu có ghen bậy ghen bạ được. Cái bản mặt này là cái bản mặt làm ăn, mình phải giữ thể diện cho chồng chứ. Nhà này không có ai ghen bậy ghen bạ chứ, không bao giờ biết ghen tuông. Đi vô em nói đồ ăn cho ăn. Trời thương quá trời luôn. Chồng con biết làm ăn rồi, thương quá. Vô đi, đồ ăn cho chồng ăn đi. Đi đi. Anh vô ăn ghen đâu. Nấu luôn nè. Nay tôi nấu là tôi bồi bổ cho. Ăn gì? Sáng mơ đến giờ ăn mấy cái bánh lỗ tai heo nò. Thấy không, cũng cái tật móc méo không mà. Nghe tiếng xe tưởng cha con nó về chứ. Tới giờ chưa về nữa vậy mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Ui da. Ôi trời, mẹ có đứt tay không? Con vô con lấy băng keo cá nhân cho mẹ nha. Không sao. Hơn, dao này lục xước xước ngang chút xíu mà không sao. Không sao. Ôi, có chút xíu mà băng keo làm cái gì? Đây, con gọt cho. Dán băng keo xong rồi nó bí bách, khó chịu. Để vậy mà nó tự nhiên mau lành lắm con, yên tâm. Rồi, xong. Thịt mẹ, thịt cái gì? Bình thường là mẹ kỹ tính lắm. Ba vụ này dễ gì mà đứt tay. Thì đôi khi cũng sượt chút xíu sao đâu. Trời ơi, cái vấn đề này chuyện nhỏ. Mẹ đang lo lắm đúng không? Chung là cũng có một chút xíu, cũng lo lắng chứ thật cũng không lo lắm thiệt. Cha con nó đi cũng... Thôi kệ đi mẹ, giờ có lo cũng không được gì hết á. Giờ mình cứ ngồi chờ thôi. Mà chờ sốt ruột thiệt luôn. Cái dòng ngổ vậy đó, cái dòng mà chờ cái gì rất là sốt ruột. Dù là cái chuyện đó lành hay là cái chuyện đó không lành gì đó mà vẫn sốt ruột. Ồ, nghe mà cái không lành lành cái là bác. Sao rồi? Hai cha con sao? Có gì vui không? Trời đất ơi, mà thấy bà hẹn hò rồi ra rồi cái chỉ coi rồi cái dòm tới dòm lui dòm xuôi dòm ngược. Rồi cái nói thôi để về thì tính toán rồi có gì điện thoại. Mà còn thấy cái màu mà nói về tính toán mà có gì điện lại là ta từ chối khéo á. Con thấy là không có khả quan. Đâu có gì đâu con, mua đất mà. Thành ra cái gì người ta cũng phải về nhà người ta, vợ chồng người ta tính với nhau chứ. Chuyện đó chuyện bình thường. Con đừng có nản. Đừng nản. Ngày xưa bác hai đi ra làm cũng vậy gì. Tao nói ổng đi cả ngày trời, về cũng lẻo đẻo đi theo người ta. Về hỏi sao, ông nói người ta nói về để người ta tính. Từ từ, thấy không? Không có nản bất cứ gì. Yên tâm. Hai vợ chồng yên tâm, bây giờ tao xin keo nè. Xin keo có được hay không nè, không? Được hay không nha, không? Được hay không? Rồi, không được. Ba lần, xin ba lần. Một lần thôi chứ xin được ba lần. Ba, thử lần nữa đi ba. Lần hai nè, lần keo. Hai. Ê, có thể nha, có thể nha. Thấy chưa? Anh yên tâm đi. Cái gì mình cũng... Lần ba ha. Ủa hả? Còn ba lần. Trời ơi, cái này là không biết sao nha. Không, người ta đang toan tính suy nghĩ coi có nên hay không. Thế nhưng mà con thấy là ba lần khác nhau hết luôn, là mình cũng có cơ hội đi. Cái gì cũng vậy, mình làm cái gì cũng vậy ha. Vạn sự khởi đầu nan, mình cứ hy vọng mọi chuyện nó suôn sẻ, nó tốt thì mọi chuyện nó sẽ tốt tới với mình nha. Quá vô ăn cơm, nay bà làm món gì á? Vô trọng đi, trời bữa nay tôi có làm món mà ông thích đó. Tôi thấy ca con ông đi cực khổ á. Tôm kho nước dừa. Trời ơi. Canh rau. Trời ơi, món ngon, món ưa thích của ông đó. Thấy cực khổ quá, làm cho cha con ăn. Thôi đi vô tắm đi rồi ăn cơm. Con bé Na có làm tấm thiệp ở trường á, dễ thương lắm. Đưa đây vô em, em cho con. Thôi đừng có nản nha. Rồi vô đi, tôi gọt xong này, tôi vô tôi dọn cơm lên ăn luôn. Một 100%. Bà hả? Trời, coi tôi nè. Ủa? Hết hồn. Ủa sao tự nhiên không ngủ rồi đi xuống đây chi vậy? Tôi hỏi bà câu đó mới đúng. Sao tự nhiên giờ không ngủ ra ngồi lấy bánh ăn? Buồn quá, ngủ không có được. Nằm lăn qua lộn lại. Mà càng nằm thì càng đói bụng. Ra đây ngồi lấy bánh ăn.
Mà sao ông không ngủ đi ra đây? Tôi cũng ngủ không được. Ông suy nghĩ gì? Suy nghĩ gì? Cuộc đời của tôi. Cha đây ngồi con mắt chớp chớp. Vậy là thấy người ta ở trong đó người ta ngủ đi. Nói thiệt, ăn ở với bà đẻ ra mấy mặt con. Cho tôi nhìn con cái nhà mình không có đứa nào mà nó làm ăn khá. Cha nó con trai nhờ đức mẹ. Trời ơi, mà chú thấy nó con trai sao ngóc đầu lên không nổi vậy trời. Chú đang ăn ông nói tôi mắc nghẹn luôn á. Hả? Nghẹn hả? Ừ. Tôi không phải ý tôi đổ thừa bà đâu. Nhưng mà tôi thấy tôi buồn. Cho cứ làm cà trầy cà trắc cà trầy cà trắc. Không có dính phát nào hết trơn rồi. Kỳ cục đó. Tôi cũng vậy, nằm suy nghĩ thấy con nó cũng chịu khó làm ăn lắm. Ừ. Mà nó làm đâu cũng rớt đó. Nó suy nghĩ hoài. Buồn, ngủ không được. Cộng phần vợ chồng mình cũng lớn tuổi rồi. Ừ. Hả, mất ngủ cái là nó đi luôn trắng đêm á. Đúng rồi, giờ khó dỗ giấc ngủ lắm. Cho nên tôi tánh tôi giờ hồi nhỏ rồi khác. Giờ lớn, nằm kế bên bà Kiều tôi cái là tôi thức trắng luôn. Đừng có sao. Kỳ cục lắm. Tánh tôi giờ không biết sao. Ông quỷ ma quá. Quỷ ma gì? Đâu mà nói rồi răng răng. Bà Kiều tôi cái tôi thức trắng. Xạo ngủ không được thì nói đại đi. Với ông có chứng bệnh của ông đừng có đổ thừa tôi. Bệnh gì? Đi tiểu đêm. Đêm đi 4-5 lần. Ủa, ba mẹ chưa ngủ nữa hả? Ủa, con à. Sao con không ngủ mà còn giờ còn ra đây? Không biết giờ mấy giờ chưa Trúc? Dạ, dạ biết. Bà, ý là con ngủ không được, định ra đây may đồ. Trời đất ơi, thôi đi ngủ đi, còn đi làm nữa con ơi. Tối may đồ nha. Cái gì? Mà may đồ đi, mà cho hư con mắt rồi đó nha. Ơi. Nằm rồi lăn qua lăn. Chắc ta nằm đây chút xíu rồi, lát ta liêm diêm tao ngủ rồi. Buồn ngủ, cũng bắt đầu buồn ngủ trở lại rồi đó. Con cứ lăn qua lăn lại hoài, ngủ không được, sợ bé Na thức nữa. Thôi con đi ra đi luôn cho rồi. Sao nhà mình tự nhiên đang vô cái dịch bệnh mất ngủ à? Sao mà ai cũng ngủ không được đi ra? Bà. Gì? Tôi nói này bà nghe nghe không? Ừ. Con mình mà nó cứ cà trầy cà trật cà trầy cà trật. Nó không có dính phát nào làm ăn như vậy là tôi nghĩ không lẽ nó vậy suốt đời bà? Thì đó nó là bởi vì hai vợ chồng mình đã khó khăn rồi. Nhà thì nhà của ông bà để lợi. Nó không có nhà riêng. Thì nó sống chung với mình. Mà không lẽ cứ đà này hoài. Không lẽ suốt đời sao mà mình gì thì càng ngày càng già rồi tụi nó làm sao ta? À. Tôi lo lắm chứ không phải tôi không lo đâu. Phải chi nó có một căn nhà của nó riêng tư hai vợ chồng nó. Sau này có cái gì cũng đỡ. Tôi thì tôi thấy như vậy. Con mình nó lớn rồi, cái nhà này thì mình để cho tụi nó, mình không có lấy theo, phải không? Tôi tính là cuộc đời nó cũng mỏng manh lắm. Tôi tính nữa tôi mà có đi thì tôi hiến xác tôi cho khoa học. Ba lớn tuổi rồi sao mà hiến xác được nữa? Hiến cái sự trong trắng con. Trời. Bộ nội tạng của ông cũng đâu còn gì đâu ông hiến. Ba... Ông làm như ông ngon lắm hả? Ba lạc quan vậy cũng được rồi. Chứ hả, con thấy anh Thái nè, anh không có lạc quan gì trơn. Từ chiều giờ nhìn vậy thôi, chứ anh yếu xìu à. Ừ. Thái nó... Thằng này nhẹ bóng vía bà. Yếu đuối quá. Mà cái Thái... Trời là gì mới nói nó la trống nữa con. Trời đất ơi, mày vô trống mày coi chồng gì vậy con nha. Trời ơi. Trời đất ơi. Anh đi mất đây nó du hả? Nó điên. Nó thất bại nó điên. Thiệt á. Nó thất bại nhiều quá, nhiều nếu nghĩ quẩn ông ha. Chứ gì nữa, tôi nói thiệt với bà nha. Nếu mà nó có mệnh hệ nào. Mày bình tĩnh. Mày điên rồi hả? Mình thất bại lần này, lần sau mình làm lại. Con không có sao hết, con đừng có nghĩ mà con điên vậy. Con mày sát con ngàn lên kia con. Cái gì? Thành công rồi. Gì anh gì, ngủ được thành công hả? Vợ mày đẻ nữa hả? Một đứa nữa hả? Cái này mệt. Khách hàng người ta chốt cọc người ta mua nhà rồi. Hả? Tí. Em muốn đứng đây. Gì vậy ông? Tôi mừng. Gì vậy? Tôi mừng mà ép tim. Hơi nó xuống không tới tụi hò đó. Trời ơi.